Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tĩnh Nguyện Buổi Sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày, để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn, Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn, và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Sách Nahum chương 1. Gánh nặng của Ninive. Sách sự hiện thấy của Nahum người Encốt. Giê-hô-va là Đức Chúa Trời ghen và báo thù. Đức Giê-hô-va báo thù và đầy sự thịnh nộ. Đức Giê-hô-va báo thù kẻ cừu địch mình và cưu giận cho kẻ thù mình. Đức Giê-hô-va chậm giận và có quyền lớn, nhưng Ngài chẳng cầm kẻ mắc tội là vô tội. Đức Giê-hô-va đi trong gió lốc và bão tố, những đám mây là bụi dưới chân Ngài. Ngài của trách biển làm cho nó khô và làm cạn hết thảy các sông. Ba Sang và Cạc Mên đều mòn mỏi, hoa của Liban đều héo rụng. Các núi run rẩy vì cớ Ngài, các đồi tan chảy, đất và thế gian cùng dân cư trên đất đều dậy lên trước mặt Ngài. Ai đứng được trước sự thịnh nộ Ngài? Ai đương nổi sự nóng giận Ngài? Sự tức giận của Ngài đổ ra như lửa, những vần đá vỡ ra bởi Ngài. Đức Giê-hô-va là tốt lành, làm đồn lũy trong ngày hoạn nạn và biết những kẻ ẩn náu nơi Ngài. Ngài dùng nước luộc hủy diệt chỗ nó và đuổi kẻ thù nghịch mình vào sự tối tăm. Các ngươi sẽ lập mưu gì nghịch cùng Đức Giê-hô-va? Ngài sẽ diệt hết cả, sẽ chẳng có tai nạn dậy lên lần thứ hai. Vì chúng nó xỏ xen như gai gốc và mê man như say rượu, thì sẽ bị thiêu hủy hết như rơm khô. Ấy là từ ngươi mà ra một kẻ mưu sự dữ nghịch cùng Đức Giê-hô-va và toan sự gian ác. Đức Giê-hô-va phán như vậy: dầu chúng nó sức mạnh đầy đủ và người đông, cũng sẽ bị trừ đi và trở nên hư không. Dầu ta đã làm khổ ngươi, song ta sẽ chẳng làm khổ ngươi nữa. Nhưng bây giờ ta sẽ bẻ gãy ách nó khỏi ngươi và bứt đứt dây ngươi. Đức Giê-hô-va đã truyền lệnh về ngươi: từ danh ngươi chẳng sinh ra nữa. Ta sẽ trừ bỏ tượng chạm và tượng đúc khỏi nhà các thần ngươi. Ta sẽ làm mồ mả cho ngươi vì ngươi là hèn mạt. Này, trên các núi có chân của kẻ đem tin lành và rao sự bình an. Hỡi Giu-đa, ngươi khá giữ kỳ lễ mình và trả sự hứa nguyện mình, vì kẻ gian ác về sau chẳng đi qua giữa ngươi nữa, nó sẽ bị diệt sạch. Chương 2. Kẻ tàn phá đã đến nghịch cùng ngươi, hãy giữ đồn lũy, canh phòng đường xá, thắt chặt lưng ngươi và thâu góp cả sức mạnh ngươi. Vì Đức Giê-hô-va khôi phục sự vinh hiển của Gia-cốp như sự vinh hiển của Israel, bởi những kẻ bóc lột đã bóc lột chúng nó và đã phá hại những nhành nho chúng nó. Thuẫn của những người mạnh là đỏ, những lính chiến nó mặc áo màu điều. Trong ngày nó dàn trận, gang thép của xe cộ sẽ lòe ra như lửa và gươm giáo đều lay động. Những xe đi hỗn độn trong đường phố và chạy đi chạy lại trong các đường rộng, thấy nó như những ngọn đuốc và chạy như chớp. Nó nhớ lại những người mạnh dạn của mình, nhưng chúng nó bước đi vấp váp. Chúng vội vã đến nơi vách thành nó, sắm sẵn để chống cự. Các cửa sông mở ra, đền đài tan mất. Đã nhất định, hoàng hậu bị bóc lột và bị bắt đi. Các nàng hầu hạ người đi theo, rên xiết như bồ câu và đấm ngực mình. Vả Ninive, từ lâu nay nó đã như ao chứa nước, nhưng bây giờ chúng nó chạy trốn. Có kẻ kêu rằng: hãy đứng, hãy đứng, song không ai quay lại. Hãy cướp bạc, cướp vàng, vì của báo nó vô ngần, mọi đồ đạc quý nhiều vô số. Nó đã bị tàn phá, trống không và hủy hoại hết. Lòng chúng nó tan chảy, đầu gối chúng nó chạm nhau, mọi lưng đều đau, hết thảy mặt đều xám ngắt. Nào cái hang của sư tử và nơi mà sư tử con nuôi nấng
là nơi sư tử đực, sư tử cái và con nó bước đi mà không ai làm cho chúng nó sợ hãi bây giờ ở đâu? Sư tử đực xé đủ mồi cho con nó và bóp mồi cho sư tử cái, hang nó đầy mồi, ổ nó đầy của đã bắt được. Đức Giê-hô-va vạn quân phán rằng: Này, ta nghịch cùng ngươi, sẽ đốt xe cổ ngươi và làm cho tan ra khói. Gươm sẽ nuốt những sư tử con của ngươi. Ta sẽ dứt mồi ngươi khỏi đất và tiếng của những sứ giả ngươi sẽ không nghe nữa. Chương 3. Khốn thay cho thành đổ máu, nó đầy dẫy những sự dối trá và cường bạo, cướp bóc không thôi. Người ta nghe tâm roi, tiếng ầm của bánh xe, ngựa thì phóng đại, xe thì chạy mau. Những lính kỵ sấn tới, gươm sáng lòe, giáo nhấp nháng. Có đoàn đông kẻ bị giết, có từng đống thây lớn, xác chết nhiều vô số. Người ta vấp ngã trên những thây. Đó là vì cớ rất nhiều sự dâm đảng của con điếm tốt đẹp, khéo làm tà thuật ấy. Nó bán các nước bởi sự dâm đảng và bán các họ hàng bởi sự tà thuật. Đức Giê-hô-va vạn quân phán: Này, ta nghịch cùng ngươi, ta lột áo sống ngươi, phô bày sự trần truồng ngươi ra cho các dân tộc và tỏ sự xấu hổ ngươi ra cho các nước. Ta sẽ ném sự ô uế gớm ghiếc của ngươi trên ngươi, làm cho ngươi nên khinh hèn, làm trò cho mọi người xem. Xảy ra có ai thấy ngươi thì sẽ lánh xa và nói rằng: Ninive đã hoang vu, ai sẽ có lòng thương xót người? Ta bởi đâu tìm cho ngươi những kẻ yên ủi? Ngươi muốn hơn Nô A Môn ở giữa các sông, nước bọc chung quanh, lấy biển làm đồn lũy, lấy biển làm vách thành hay sao? Ethiopia và Egypto là sức mạnh vô cùng của nó. Phút và Liby là kẻ cứu giúp ngươi. Dầu vậy, chính nó cũng đã bị đày khỏi đất mình, bị bắt đi làm phu tù. Con cái nó cũng đã bị nghiền nát nơi ngã ba các đường phố. Người ta đã ném thăm trên các kẻ cả nó, và các quan trưởng nó đều bị mang xiềng. Ngươi cũng vậy, ngươi sẽ mê man vì say, sẽ được ẩn náu và tìm nơi vững bền vì cớ kẻ thù. Hết thảy những đồn lũy ngươi như cây vả có trái chín đầu mùa, hễ lung lay thì rụng xuống trong miệng của kẻ muốn ăn nó. Này, dân sự ngươi là đàn bà ở giữa ngươi, các cửa thành của đất ngươi sẽ mở rộng cho quân thù ngươi. Lửa đã thiêu nuốt những then ngươi. Ngươi khá múc nước để phòng cơn vây hãm, làm vững chắc đồn lũy ngươi. Khá đạp buồn, nhồi đất sét và xây lại lò gạch. Tại đó lửa sẽ thiêu ngươi, gươm sẽ diệt ngươi, nuốt ngươi như cào cào vậy. Ngươi khá nhóm lại đông như cào cào, nhiều như châu chấu. Ngươi đã thêm kẻ buôn bán ngươi nhiều ra như sao trên trời. Cào cào đã cắn phá hết rồi trốn đi. Các quan trưởng ngươi như cào cào, các quan tướng ngươi như bầy châu chấu đậu trên hàng rào trong khi trời lạnh. Đến chừng mặt trời mọc, nó đi mất, người ta không biết nó ở đâu. Hỡi vua Assyri, những kẻ chăn của ngươi ngủ rồi, những kẻ sang trọng của ngươi đều yên nghỉ. Dân sự ngươi tan lạc nơi các núi, không ai nhóm họp chúng nó lại. Vết thương ngươi không thuốc chữa, dấu vết ngươi rất hiểm nghèo. Phàm kẻ nghe nói về ngươi đều vỗ tay trên ngươi, vì ai là kẻ chẳng từng chịu luôn sự hung ác của ngươi? Chương 16. Đức Chúa Giê-xu lại phán cùng môn đồ rằng: Người giàu kia có một quản gia, bị cáo với chủ rằng người tiêu phá của chủ. Vậy chủ đòi người đó mà nói rằng: Ta nghe nói về ngươi nổi chi, hãy khai ra việc quản trị của ngươi, vì từ nay ngươi không được cai quản gia tài ta nữa. Người quản gia tự nghĩ rằng: Chủ cách chức ta, ta sẽ làm gì? Làm ruộng thì ta không có sức làm nổi, còn đi ăn mày thì hổ ngươi. Ta biết điều ta sẽ làm, để khi bị cách chức, có kẻ tiếp rước ta về nhà. Người ấy bèn gọi riêng từng người mắc nợ chủ mình đến, và hỏi người thứ nhất rằng: Ngươi mắc nợ chủ ta bao nhiêu? Trả lời rằng 100 thùng dầu.
quản gia nói rằng: hãy cầm lấy tờ khế, ngồi xuống đó viết mau, 50. Rồi hỏi người kia rằng: còn ngươi mắc bao nhiêu? Trả lời rằng: 100 hộp lúa mì. Quản gia rằng: hãy cầm lấy tờ khế và viết 80. Chủ bèn khen quản gia bất nghĩa ấy về việc người đã làm khôn khéo như vậy. Vì con đời này trong việc thông công với người đồng đời mình thì khôn khéo hơn con sáng láng. Còn ta nói cho các ngươi, hãy dùng của bất nghĩa mà kết bạn, để khi của ấy hết đi, họ tiếp các ngươi vào nhà đời đời. Ai trung tín trong việc rất nhỏ cũng trung tín trong việc lớn. Ai bất nghĩa trong việc rất nhỏ cũng bất nghĩa trong việc lớn. Vậy nếu các ngươi không trung tín về của bất nghĩa, có ai đem của thật giao cho các ngươi? Nếu các ngươi không trung tín về của người khác, ai sẽ cho các ngươi được của riêng mình? Không có đầy tớ nào làm tôi hai chủ được, vì sẽ ghét chủ này mà yêu chủ kia, hay là hiệp với chủ này mà khinh dễ chủ kia. Các ngươi không có thể đã làm tôi Đức Chúa Trời lại làm tôi Ma Môn nữa. Người Pha-ri-si là kẻ ham tiền bạc, nghe mọi điều đó bèn chê cười Ngài. Ngài phán cùng họ rằng: các ngươi làm bộ công bình qua mặt người ta, song Đức Chúa Trời biết lòng các ngươi, vì sự người ta tôn trọng là sự gớm ghiếc trước mặt Đức Chúa Trời. Luật pháp và các lời tiên tri có đến đời dân mà thôi. Từ đó tin lành của nước Đức Chúa Trời được truyền ra, và ai nấy dùng sức mạnh mà vào đó. Trời đất qua đi còn dễ hơn một nét chữ trong luật pháp phải bỏ đi. Ai bỏ vợ mình mà cưới vợ khác thì phạm tội tà dâm. Ai cưới đàn bà bị chồng đẻ thì cũng phạm tội tà dâm. Có một người giàu mặc áo tía và áo bằng vải gai mịn, hằng ngày ăn ở rất là sung sướng. Lại có một người nghèo tên là Lazaro nằm ngoài cửa người giàu đó, mình đầy những ghẻ. Người ước ao được ăn những đồ ở trên bàn người giàu rớt xuống, cũng có chó đến liếm ghẻ người. Và người nghèo chết, thiên sứ đem để vào lòng Abraham. Người giàu cũng chết, người ta đem chôn. Người giàu ở nơi âm phủ đang bị đau đớn, ngước mắt lên xa thấy Abraham và Lazarơ trong lòng người bèn kêu lên rằng: hỡi Abraham tổ tôi, xin thương lấy tôi. Sai Lazarơ nhúng đầu ngón tay vào nước đặng làm cho mát lưỡi tôi, vì tôi bị khổ trong lửa này quá đỗi. Nhưng Abraham trả lời rằng: con ơi, hãy nhớ lại lúc ngươi còn sống đã được hưởng những sự lành của mình rồi, còn Lazarơ phải những sự dữ. Bây giờ nó ở đây được yên ủi, còn ngươi phải bị khổ hình. Vả lại, có một vực sâu ở giữa chúng ta với ngươi, đến nỗi ai muốn từ đây qua đó không được, mà ai muốn từ đó qua đây cũng không được. Người giàu nói rằng: tổ tôi ơi, vậy thì xin sai Lazarơ đến nhà cha tôi, vì tôi có 5 anh em, đặng người làm chứng cho họ về những điều này, kẻo họ cũng xuống nơi đau đớn này chăng? Abraham trả lời rằng: chúng nó đã có Môi-se và các đấng tiên tri, chúng nó phải nghe lời các đấng ấy. Người giàu nói rằng: thưa Abraham tổ tôi, không phải vậy đâu. Nhưng nếu có kẻ chết sống lại đến cùng họ thì họ sẽ ăn năn. Song Abraham rằng: nếu không nghe Môi-se và các đấng tiên tri thì dầu có ai từ kẻ chết sống lại, chúng nó cũng chẳng tin vậy. Chương 17. Đức Chúa Giê-xu lại phán cùng môn đồ rằng: không thể khỏi xảy đến sự gây nên phạm tội được, song khốn thay cho ai là kẻ làm ra sự gây. Nếu ai gây cho chỉ một kẻ nhỏ này phạm tội, thì thà rằng buộc cối đá vào cổ nó mà quăng xuống biển còn hơn. Các ngươi hãy giữ lấy mình. Nếu anh em ngươi đã phạm tội, hãy quở trách họ, và nếu họ ăn năn thì hãy tha thứ. Dầu trong một ngày họ phạm tội cùng ngươi 7 lần, và 7 lần trở lại cùng ngươi mà nói rằng tôi ăn năn, thì hãy tha tội cho họ. Các sứ đồ thưa Chúa rằng: xin thêm đức tin cho chúng tôi. Chúa đáp rằng: nếu các ngươi có đức tin trọng bằng hột cải, các ngươi khiến cây dâu này rằng hãy nhổ đi mà trồng dưới biển,
thì nó sẽ vâng lời. Ai trong các ngươi có đầy tớ đi cày hoặc đi chăn, khi ở ngoài đồng về biểu nó rằng hãy đến ngay mà ngồi ăn hay sao? Trái lại, há không biểu nó rằng hãy dọn cho ta ăn, thắt lưng hầu ta, cho đến chừng nào ta ăn uống xong, rồi sau ngươi sẽ ăn uống sao? Đầy tớ vâng lệnh mà làm, thì chủ có biết ơn gì nó chăng? Các ngươi cũng vậy, khi làm xong việc truyền phải làm thì hãy nói rằng chúng tôi là đầy tớ vô ích, điều chúng tôi đã làm là điều chắc phải làm. Chúa Giê-xu đương lên thành Giê-ru-sa-lem, trải qua bờ cõi xứ Sa-ma-ri và Ga-li-lê. Nhằm khi vào làng kia, có 10 người phun đến đón rước Ngài, đứng đằng xa lên tiếng rằng: Lạy Giê-xu, lạy Thầy, xin thương xót chúng tôi cùng. Khi Ngài thấy họ, liền phán rằng: Hãy đi, tỏ mình cùng Thầy tế lễ. Họ đương đi thì phun lành hết thảy. Có một người trong bọn họ thấy mình đã được sạch, bèn trở lại, lớn tiếng khen ngợi Đức Chúa Trời, lại đến sấp mặt xuống đất nơi chân Đức Chúa Giê-xu mà tạ ơn Ngài. Vả, người đó là người Samari. Đức Chúa Giê-xu bèn cất tiếng phán rằng: Không phải 10 người đều được sạch cả sao? Còn 9 người kia ở đâu? Chỉ có người ngoại quốc này trở lại ngợi khen Đức Chúa Trời ư? Ngài lại phán rằng: Đứng dậy, đi, đức tin ngươi đã cứu ngươi. Người Pha-ri-si hỏi Đức Chúa Giê-xu nước Đức Chúa Trời chừng nào đến, thì Ngài đáp rằng: Nước Đức Chúa Trời không đến cách rõ ràng, và người ta sẽ không nói ở đây hay là ở đó, vì này, nước Đức Chúa Trời ở trong các ngươi. Ngài lại phán cùng môn đồ rằng: Sẽ có kỳ các ngươi ước ao thấy chỉ một ngày của con người mà không thấy được. Người ta sẽ nói cùng các ngươi rằng Ngài ở đây hay là Ngài ở đó, nhưng đừng đi, đừng theo họ. Vì như chớp nhán lòe từ dưới phương trời này đến dưới phương trời kia, thì có người trong ngày Ngài cũng như vậy. Nhưng Ngài trước phải chịu đau đớn nhiều và bị dòng dõi này bỏ ra. Việc đã xảy đến trong đời Nô-ê thì cũng sẽ xảy đến trong ngày con người. Người ta ăn, uống, cưới gả cho đến ngày Nô-ê vào tàu, và nước luộc đến hủy diệt thiên hạ hết. Việc đã xảy ra trong đời Lót cũng vậy. Người ta ăn uống, mua bán, trồng tỉa, cất dựng. Đến ngày Lót ra khỏi thành Sô-đôm thì trời mưa lửa và diêm sinh giết hết dân thành ấy. Ngày con người hiện ra cũng một thể này. Trong ngày đó, ai ở trên mái nhà, có của để trong nhà đừng xuống mà chuyên đi. Ai ở ngoài đồng cũng đừng trở về nữa. Hãy nhớ lại vợ của Lót. Ai kiếm cách cứu sự sống mình thì sẽ mất. Ai mất sự sống mình thì sẽ được lại. Ta phán cùng các ngươi, trong đêm đó, hai người nằm chung giường, một người sẽ được rước đi, còn một bị để lại. Hai người đàn bà say chung cối, một người được rước đi, còn một bị để lại. Các môn đồ bèn thưa Ngài rằng: Thưa Chúa, sự ấy sẽ ở tại đâu? Ngài đáp rằng: Xác chết ở đâu, chim ó nhóm tại đó. Chương 18. Đức Chúa Giê-xu phán cùng môn đồ một thí dụ để tỏ ra rằng phải cầu nguyện luôn, chớ hề mỏi mệt. Trong thành kia, có một quan án không kính sợ Đức Chúa Trời, không vị nể ai hết. Trong thành đó cũng có một người đàn bà quá đến thưa quan rằng: Xin xét lẽ công bình cho tôi về kẻ nghịch cùng tôi. Quan ấy từ chối đã lâu, nhưng kế đó người tự nghĩ rằng: Dầu ta không kính sợ Đức Chúa Trời, không vị nể ai hết, song vì đàn bà quá này khuấy rầy ta, ta sẽ xét lẽ công bình cho nó, để nó không tới luôn làm nhức đầu ta. Đoạn Chúa phán thêm rằng: Các ngươi có nghe lời quan án không công bình đó đã nói chăng? Vậy có lẽ nào Đức Chúa Trời chẳng xét lẽ công bình cho những người đã được chọn, là kẻ đêm ngày kêu xin Ngài mà lại chậm chạp đến cứu họ sao? Ta nói cùng các ngươi, Ngài sẽ vội vàng xét lẽ công bình cho họ. Song khi con người đến,
há sẽ thấy đức tin trên mặt đất chăng? Ngài lại phán thí dụ này về kẻ cậy mình là người công bình và khinh dễ kẻ khác. Có hai người lên đền thờ cầu nguyện, một người Pha-ri-si và một người thâu thuế. Người Pha-ri-si đứng cầu nguyện thầm như vậy: Lạy Đức Chúa Trời, tôi tạ ơn Ngài vì tôi không phải như người khác tham lam bất nghĩa gian dâm, cũng không phải như người thâu thuế này. Tôi kiêng ăn một tuần lễ hai lần và nộp 1/10 về mọi món lợi của tôi. Người thâu thuế đứng xa xa không dám ngước mắt lên trời đấm ngực mà rằng: Lạy Đức Chúa Trời, xin thương xót lấy tôi vì tôi là kẻ có tội. Ta nói cùng các ngươi, người này trở về nhà mình được xưng công bình hơn người kia. Vì ai tự nhắc mình lên sẽ phải hạ xuống, ai tự hạ mình xuống sẽ được nhắc lên. Người ta cũng đem con trẻ đến cùng Đức Chúa Giê-xu cho được Ngài rờ đến chúng nó. Môn đồ thấy vậy trách những người đem đến, nhưng Đức Chúa Giê-xu gọi họ mà phán rằng: Hãy để con trẻ đến cùng ta, đừng ngăn cấm, vì nước thiên đàng thuộc về những người giống như con trẻ ấy. Quả thật ta nói cùng các ngươi, ai không nhận lãnh nước Đức Chúa Trời như một đứa trẻ thì sẽ không được vào đó. Bây giờ có một quan hỏi Đức Chúa Giê-xu rằng: Thưa Thầy nhân lành, tôi phải làm gì cho được hưởng sự sống đời đời? Đức Chúa Giê-xu phán rằng: Sao ngươi gọi ta là nhân lành? Chỉ có một đấng nhân lành là Đức Chúa Trời. Ngươi đã biết các điều răn này: Ngươi chớ phạm tội tà dâm, chớ giết người, chớ trộm cướp, chớ nói chứng dối, hãy hiếu kính cha mẹ. Người ấy thưa rằng: Tôi đã giữ các điều ấy từ thuở nhỏ. Đức Chúa Giê-xu nghe vậy bèn phán rằng: Còn thiếu cho ngươi một điều, hãy bán hết gia tài mình, phân phát cho kẻ nghèo, thì ngươi sẽ có của cải ở trên trời. Bây giờ hãy đến mà theo ta. Nhưng người ấy nghe mấy lời thì trở nên buồn rầu vì giàu có lắm. Đức Chúa Giê-xu thấy người buồn rầu bèn phán rằng: Kẻ giàu vào nước Đức Chúa Trời là khó biết dường nào. Lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào nước Đức Chúa Trời. Những người nghe điều đó nói rằng: Vậy thì ai được cứu? Ngài đáp rằng: Sự chi người ta không làm được thì Đức Chúa Trời làm được. Phi-e-rơ bèn thưa rằng: Này, chúng tôi đã bỏ sự mình có mà theo Thầy. Đức Chúa Giê-xu phán rằng: Quả thật ta nói cùng các ngươi, người nào vì cớ nước Đức Chúa Trời mà bỏ nhà cửa, cha mẹ, anh em, vợ con thì trong đời này được lãnh nhiều hơn, và đời sau được sự sống đời đời. Kế đó Đức Chúa Giê-xu đem 12 sứ đồ riêng ra mà phán rằng: Này, chúng ta lên thành Giê-ru-sa-lem, mọi điều mà các đấng tiên tri đã chép về con người sẽ ứng nghiệm. Vì Ngài sẽ bị nộp cho dân ngoại, họ sẽ nhạo báng Ngài, mắng nhiếc Ngài, nhổ trên Ngài. Sau khi đánh đòn rồi thì giết Ngài đi, đến ngày thứ ba Ngài sẽ sống lại. Song các môn đồ không hiểu chi hết, vì nghĩa những lời đó kín giấu cho môn đồ, nên không rõ ý Đức Chúa Giê-xu nói là gì. Đức Chúa Giê-xu đến gần thành Jericho, có một người đuôi ngồi xin ở bên đường. Nghe đoàn dân đi qua bèn hỏi việc gì đó. Người ta trả lời rằng ấy là Giê-xu người Nazareth đi qua. Người đuôi bèn kêu lên rằng: Lạy Giê-xu con vua David, xin thương xót tôi cùng. Những kẻ đi trước rầy người cho nín đi, song người càng kêu lớn hơn nữa rằng: Lạy con vua David, xin thương xót tôi cùng. Đức Chúa Giê-xu dừng lại, truyền đem người đến. Khi người đuôi lại gần thì Ngài hỏi rằng: Ngươi muốn ta làm gì cho? Thưa rằng: Lạy Chúa, xin cho tôi được sáng mắt lại. Đức Chúa Giê-xu phán rằng: Hãy sáng mắt lại, đức tin của ngươi đã chữa lành ngươi. Tức thì người sáng mắt đi theo Đức Chúa Giê-xu ngợi khen Đức Chúa Trời. Hết thảy dân chúng thấy vậy đều ngợi khen Đức Chúa Trời. Thi Thiên 122. Tôi vui mừng khi người ta nói với tôi rằng: Ta hãy đi đến nhà Đức Giê-hô-va.
Hỡi Jerusalem, chân chúng ta dừng lại trong các cửa ngươi. Jerusalem là cái thành được cất vững bền, kết nhau tề chỉnh. Các chi phái của Đức Giê-hô-va lên nơi ấy tùy theo thường lệ truyền cho Israel, vì tại đó có lập các ngôi đoán xét, tức là các ngôi nhà David. Hãy cầu hòa bình cho Jerusalem, phàm kẻ nào yêu mến ngươi sẽ được thới thạnh. Nguyện sự hòa bình ở trong vách tường ngươi, sự thới thạnh trong các cung ngươi. Vì cớ anh em ta và bậu bạn ta, ta nói rằng nguyện sự hòa bình ở trong ngươi. Nhưng vì nhà Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta, ta sẽ cầu phước cho ngươi. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa hãy bày tỏ cho con biết Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giê-xu Quýt thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghét, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báo của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Chúa ơi, xin hãy cáo trách và thanh tẩy khi môi miệng con nói điều dơ dáy không đẹp lòng Ngài. Xin Chúa hãy thêm sức và hướng dẫn con ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác, hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm. Xin Chúa thêm lên cho con đức tin để mỗi ngày con trông cậy nơi Chúa càng hơn. Xin Chúa thêm lên sự sức dầu trên con để con bày tỏ danh của Ngài trên chính đời sống hàng ngày của con, để con như muối của đất, ánh sáng của thế gian. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con. Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong ngày. Con cảm ơn Chúa, con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu Quýt. Amen. Cảm ơn bạn đã lắng nghe. Xin Thánh Linh Chúa cho sứ điệp này để khích lệ thêm động lực bạn bước đi với Chúa mỗi ngày. Mọi đóng góp, ý kiến hay góp phần dâng hiến cho chương trình xin gửi về Gmail dưỡng linh cơ đốc 2020a@gmail.com. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách chia sẻ chương trình rộng rãi trên mạng Internet cộng đồng xã hội. Hẹn bạn dưỡng linh hàng ngày tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.